mình đi. Cảm ơn tất cả những người thương yêu ra sân bay đón Ngọc Việt, thực nhất là em yêu của tôi vừa về nhà em ở, rồi vừa làm tài xế cho tôi, rồi vừa lo lắng cho tôi. Thôi không nói họ, không nhắc tên tới, nhắc tên tới tại vì có cái cảm tắc tức sao ra không. Giờ rồi đọc từ đây tới nơi là chị Thủy lôi xuống sân cháo, cháo trắng hạt xanh rồi, tại vì tôi điền ăn cháo trắng mà ăn cái này không có mật nha, rõ ràng là tôi ốm, ai cũng có tôi ốm thôi, cho nên là không có mật nha, cho nên yên tâm, cái người khoái nhất là chú bà. Mấy đứa mà nó nói chị mập rồi nay nó nghiệt quật hết rồi. Đứa nào nó nghiệt quật hết rồi. Nói chung là đáng lẽ còn xuống nữa đó, mà tại vì mẹ Liên á, đi với mẹ đi qua Atlanta đó, gặp người chi bạn chi kỹ chi bỉ của mẹ, cho nên là ăn quá luôn, cho nên là không có lên nhưng mà nó cũng không có xuống nữa, chứ không có xuống nữa, để cho chụp hình đẹp, để quên dĩa cái lóc luôn anh, để lúc nào xuất hiện trước mặt khán giả thương yêu của mình là mình phải đẹp. Cái đó là cái tiêu chí đầu tiên của một người sự cần, thêm dĩa cái lóc cho cá cơm nữa nha. Rồi sau đó đẹp xong rồi là phải hát hay, cho nên là nguyên một đêm là cái người mà ngồi kế bên Ngọc Huyền là chắc họ cũng mệt luôn, nếu một cái máy bay thì mọi người ca hát suốt. Rồi là nhưng mà ông dễ thương lắm, không biết ông phải thực hiện không hay là người giật phẩm làm thế gì thì hài chỉ rớt đầu luyện lên thì cũng dễ thương lắm mà không phải tên. Tên con này con 6 tháng chúng ta vẫn còn gặp nhau, cuộc hội ngộ rất là ý nghĩa này, không lẽ ngồi khóc chứ, nhưng mà rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị Thủy bữa họp mặt vừa tới khi vừa bắt tóc lại liền. Cảm ơn chị Thủy là có một cái đề nghị như vậy, cho nên
mọi người không đo. Mọi người đo nhưng mà em ăn nửa chén em vẫn đo. Rất là ngon, rất là eo thôi. Chữ eo thôi chứ không có gì. Tại là để phải chặt bánh. 1, 2, 3. Cảm ơn chị Thủy. Chào cả nhà thương yêu, Ngọc Huyền thông báo chính thức Ngọc Huyền đã về tới Việt Nam rồi. Qua hơn 2 năm xa cách những người thương yêu, xa cách fan của Ngọc Huyền, hôm nay Ngọc Huyền đã được về, cái cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ là Ngọc Huyền sẽ có rất nhiều chia sẻ trong cái show đêm nhạc tại phòng trà với cái chủ đề là nối lại tình xưa tại phòng trà Đồng Dao ngày 7 tháng 5 2022, tức là thứ bảy này nha cả nhà, thứ bảy này lúc 9 giờ tối và chương trình sẽ kéo dài tới 12 giờ đêm để bước qua ngày hôm sau đúng ngày chủ nhật 8 tháng 5 thì để chúng ta mừng ngày lễ Mother's Day luôn. Trong chương trình là ngoài có ca nhạc, có ca trữ tình quê hương, có cải lương, mà có hai trích đoạn cải lương, một là tuồng cổ và một là xã hội. Sau đó thì là chúng ta sẽ chào đón ngày lễ Mother's Day luôn, khi mà rạng sáng 8 tháng 5. Cả nhà nhá, hẹn gặp lại tất cả những fan thân yêu của Ngọc Huyền, những quý vị luôn ủng hộ Ngọc Huyền vào trong đêm nhạc phòng trà tại Đồng Dao. Với cái số điện thoại thì quý vị có thể bấm lên phòng trà Đồng Dao, quý vị liên lạc để mà ủng hộ cho Ngọc Huyền, đến để nghe Ngọc Huyền kể chuyện, nghe Ngọc Huyền hát và tâm tình tất cả những gì mà đã trải qua suốt 20 mấy tháng, hơn 2 năm chúng ta xa cách. Cảm xúc lắm, cảm xúc lắm, và cảm ơn. Tuy rằng đó là Ngọc Huyền về tới sân bay đó, tần suất nhất của chúng ta là 12 giờ rưỡi đêm. Khi Ngọc Huyền ra sân bay là đã là 1 giờ đêm. Những người thương yêu Ngọc Huyền vẫn đón, rất nhiều fans và rất nhiều người thân của Ngọc Huyền cũng ra phi trường đó Ngọc Huyền mà khuya quá. Cho nên Ngọc Huyền nói thôi, không muốn phiền ai hết. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có rất rất nhiều người đến, và bông thì rất là nhiều, gọi là đủ các loại hoa luôn. Nói chung là hoa nào Ngọc Huyền cũng thích, không có nhớ hết tên của các quý vị tặng hoa nào luôn. Nhưng mà Ngọc Huyền thấy cái hoa ngũ sắc này nè, thì của Tina nè, cái ngũ sắc là những cái gì mà giống như bảy sắc cầu vồng hay cả nhà ha. Để mà chúng ta có cái ước nguyện, hy vọng một tương lai thật là đẹp và hạnh phúc hơn. Rồi, chào cả nhà thương yêu, chúc sức khỏe, chúc nhiều hạnh phúc và chúc thành đạt. Xin chào, hẹn gặp lại phòng trà Đồng Dao 7 tháng 5 2022, tức là thứ bảy này vào lúc 9 giờ cho đến 12 giờ đêm nha.